Xin chào các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Hôm nay kênh phụ kiện từ nhãn 789 tiếp tục review với các bạn cái cầu Vĩnh Tuy này. À, cầu Vĩnh Tuy làn thứ hai. À, trước là chỉ có đến đoạn này thôi các bạn này. À, trước này chỉ đến cái vạch này thôi nhá. Là hết, nhưng mà hiện tại là đến bây giờ là đã tiếp tục thi công cái làn đường thứ hai ở phía bên này. À, thi công làn thứ hai ở bên này thì làm rất là đẹp luôn. Ở giữa thì có những cái cột đèn như thế này. Các bạn đang thắc mắc mà không hiểu ở giữa thì làm những cái cột đèn tại sao lại bên cao bên thấp, thì hôm nay mình sẽ quay để cho các bạn cùng xem. Ở trên này thì rất là đẹp luôn. Đấy. Mặt đường thì cũng nhám đạt tiêu chuẩn. Đây các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn. Đấy. Ở đây là biển, có biển phân làn đàng hoàng các bạn nhé. Trên cầu này thì có cả biển phân làn giữa làn ô tô và làn xe máy đó. Ở giữa có những cái cột đèn rất là đẹp luôn, cực kỳ là đẹp. À, cái cột đèn này thì tạo điểm nhấn cho cái cây cầu Vĩnh Tuy này. Trên này có biển phân làn các bạn ạ. Cho các bạn thắc mắc nhá, không cho đi 80 đâu, cho đi có 60 thôi. À, ô tô xe máy, ba làn ô tô và một làn xe máy và xe đạp, rất là rộng. Trên này thì có biển cấm dừng cấm đỗ. Phía bên này thì đều lắp đèn hết rồi, rất là đẹp luôn. À, cây là đẹp luôn. Đây, cái cầu này dự kiến là đến mùng 2 tháng 9 thì là sẽ là thông cầu các bạn nhé. Hiện tại là bây giờ là các anh ấy đang tiếp tục là hoàn thiện nốt cái phần sơn. À, đang hoàn thiện hết cái phần sơn. Mai là thông cầu. Sơn. Mai là làm lễ hả anh? Mai là làm lễ cắt băng. Ngày kia 30 đúng không? 30 thì bắt đầu là cắt băng Khánh Thành. Cái này sơn chưa khô. À, hiện tại là các anh vẫn đang tiếp tục hoàn thiện. Đang tiếp tục hoàn thiện cái phần sơn nha các bạn nhé. Mình sẽ lên đây, mình sẽ quay trước cho các bạn xem cái phần dạp để chuẩn bị ngày 30 tháng 8 này sẽ cắt băng Khánh Thành. Các ban đại biểu và sẽ các quan chức của thành phố, của trung ương sẽ lên đây để làm cái lễ Khánh Thành luôn. Đấy. Rất là đẹp. Đây hiện tại có những cái đèn sáng nhìn rất là thích luôn. Người ta cứ tưởng tượng là ngày trước ở bên kia chỉ có một nửa cầu thôi, được đi có nửa cầu thôi, thì bây giờ sang bên này chúng ta được một gấp đôi thì đó là rất là sướng luôn các bạn. Đi ở đây cực kỳ thích. À, hôm nay thì trăng rất là sáng các bạn nhé. À, các bạn thấy không, trăng hôm nay cực kỳ sáng luôn. À, đứng ở trên cầu Vĩnh Tuy mà ngắm về đêm thì tới đây là kho bãi cảng của thành phố đây các bạn nhé. Đây là cảng Hà Nội đấy. Đấy, bên dưới này là sông và cái bến cảng chuyên vận tải các hàng hóa như xi măng, sắt thép các thứ thì là chuyển hết lên đây. Đấy. Thì đi lên đây thì chúng ta sẽ thấy bắt đầu là có sân khấu ấy này. Sân khấu đang được thi công rất là khẩn trương để phục vụ cho cái lễ thông cầu của ngày 30 các bác nhé. Đấy. Hiện tại là cầu đang gấp rút sơn để cho xong, nhưng mà chưa sơn xong các bạn, vẫn còn đang các anh vẫn còn đang sơn, hay là chỉ sơn đến đây thôi thì không biết, cũng có khả năng chỉ sơn đến đoạn này thì không sơn hết cầu, chỗ này chỉ sơn một màu thôi. Đấy. Bên trong này thì đang làm những cái dạp rất chi là đẹp luôn. Để tổ chức cái lễ khánh thành cầu Vĩnh Tuy thì chúng ta thấy cực kỳ hoành tráng. Đây các bạn, sau những cái đồn đoán là cầu Vĩnh Tuy sẽ cho chạy tốc độ bao nhiêu, và hiện tại là khi hoàn thành thì cây cầu sẽ được chạy tốc độ là tối đa là 60 các bạn nhé. Ô tô là 60, xe máy hình như là 50 thì phải. Đó, sẽ có 3 làn ô tô ở phía bên trong này. Đó, trong cái dạp này nó sẽ là 3 làn ô tô, còn ở bên ngoài này sẽ làn xe máy. Làn xe máy ở đây thì mình thấy khá là rộng rồi các bạn. Chỗ này thì nó phải rơi vào tầm, mình phải đo xem, thì rất là 1 mét, 2 mét, 3 mét, 5 mét các bạn ạ. Đấy, làn này thì phải được 5 mét, các bạn thấy không, rất là rộng luôn. Trên này thì
mọi thứ đang được khẩn trương nào đẹp, đẹp dài lắm, rộng rộng dài và đẹp cực kỳ là thoáng mát luôn. Trên này chúng ta hôm nay ở trên này hướng cầu bên này chưa có xe cộ, chưa cho lưu thông thì nó rất là vắng. Chúng ta có thể lên đây để ngắm sông. Đi gọn với xe ngắm sông ngắm tàu cực kỳ là đẹp luôn. Dưới này thì có những cái tàu cát các bạn nhé, những cái tàu cát chở cát từ Phú Thọ chở xuống mạn Hưng Yên Thái Bình Hải Dương đây. Những con tàu lườm lượt chạy trong đêm rất là đẹp luôn, lặng lẽ chạy lặng lẽ trôi. Tàu ấy to lắm các bạn, tàu xà lan chạy lượn lượt luôn, con lên con xuống luôn. Chúng ta sẽ tiếp tục đi tham quan cái cây cầu này nhá. Con xem cây cầu Vĩnh Tuy này thì nó sẽ có đẹp không? Phải nói là đúng là thành phố nó có thêm được một cái nửa cái cầu bên này nữa thì nó lưu thông cực kỳ là thoáng luôn. Đi từ bên Nội Thành mà sang bên Long Biên, sang khu Eon Long Biên thì nó cực kỳ là nhanh các bạn nhé, đường thoáng. Lúc đó chỉ sợ không có xe mà đi thôi. Đấy. Giảm tải cho rất nhiều cho cây cầu Thanh Trì và cây cầu Trương Dương. Đấy. Các bạn bé thì lên đây tha hồ chơi các bạn ạ, chạy nhảy tha hồ luôn. Các bạn thấy không, rất là thích. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy tất cả các mặt phương tiện ở phía cầu cũ kìa. Cái cầu cũ kia trước đi cũng là rất là đẹp rồi, nhưng mà bây giờ thì thêm cái cầu mới này nữa thì quá là ok luôn. Sáng không? Các bạn thấy đèn sáng không? Họ đã thi công cái con đường này có cái giải đèn ở giữa thì cực kỳ là ok nha các bạn. Hiện tại sau lưng chúng ta đây là cái dạp để chuẩn bị cho cái khánh thành cầu Vĩnh Tuy. Đấy, sẽ khánh thành vào ngày 30 tháng 8 năm 2023 các bạn nhé. Dạp rất là lớn luôn, các bác công nhân đang tích cực thi công để lắp để chuẩn bị cho cái ngày khánh thành thông cầu các bạn. Cực kỳ là đẹp luôn. Cầu Vĩnh Tuy của chúng ta như này xứng đáng là một cái cây cầu của thủ đô, đi xuyên từ Nội Thành sang Ngoại Thành cực kỳ là đẹp luôn. Hiện tại là cầu chưa có xe đi về bên này đâu, không thoáng lắm các bạn, nên đây là cực mát luôn. Các bạn thấy không, cực kỳ là đẹp luôn. Đây là cây cầu to nhất, mình nghĩ là to nhất của Hà Nội luôn, to hơn cả cầu Nhật Tân luôn rồi các bạn ạ. Còn Nhật Tân thì không to bằng như này đâu. Cầu này rất là lớn luôn. Ở với cái cây cầu Vĩnh Tuy như thế này thì sẽ nhìn sang phía bên kia là cầu Thanh Trì các bạn nhé. Nhìn xa xa về đằng kia đây là cầu Thanh Trì. Cầu Thanh Trì và Vinhome Ocean Park ở đằng kia xa xa nhìn thấy Vinhome Ocean Park kìa. Rất là sáng luôn, những tòa nhà người ta lắp bóng điện rất là sáng. Cực kỳ là đẹp. Cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Ok. Đấy. Nói chung là cái cây cầu này mà đi làm xong thì cái khu Tham City là nhìn cực kỳ đẹp luôn. Đó. Trung tâm thành phố về đêm, cái quận Hai Bà Trưng. Và đây là nơi giao thương giữa trung tâm thành phố và bến cảng, xuất nhập khẩu các loại hàng hóa, vật liệu từ các cảng sông các thứ về đây hết các bác nhé. Đó. Chỗ này thì được làm rất là đẹp luôn, kiên cố đấy. Tổ chức nhé. Chắc mai ngày kia thông cầu thì rất là hoành tráng đấy, các bạn cùng đón xem nhé. Lễ thông cầu Vĩnh Tuy diễn ra vào ngày 30 tháng 8 năm 2023 sẽ được tổ chức. Thì video của mình hôm nay cũng xin phép kết thúc tại đây để gửi đến các bạn cái cập nhật cái cây cầu Vĩnh Tuy đang ngày dần dần hình thành. Thì các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình có thêm động lực ra những video tiếp theo.
đẹp. Cái hướng ở trong cảng thì là đây các bác nhá, đây là ở trong cái đường này là đường gầm cầu, gầm cầu đi thông đường Bạch Đằng ra cuối cảng Hà Nội đây. Thì trong này có rất là nhiều các nhà xưởng, trong kia có một cái công ty vận tải là vận tải của Giao Hàng Tiết Kiệm. Và phía trước của chúng ta đây là cái bãi xe nhận hàng đi các tỉnh các bạn nhé. Đấy. Hà Nội Nam Định, Hà Nội Quảng Ninh, Hà Nội đi Ba Vì, Sơn Tây, Lào Cai, Sapa, Yên Bái, Tuyên Quang các kiểu các bạn. Ở trong này thì nó là rất nhiều các bãi xe. Đấy. Thì các bạn biết ở trên này có rất là nhiều cái dịch vụ để chúng ta có thể lên đây để gửi hàng. Ngay ở nội thành thành phố thì có nhiều cái điểm gửi hàng rất chi là lý tưởng luôn. Ở đây thì rất là gần trung tâm, cách bờ hồ Hoàn Kiếm như khoảng 2,5 đến 3 km thôi. Đấy, thì chúng ta đã có ngay một cái điểm gửi hàng, không cần phải đi ra bến xe Mỹ Đình. Đấy. Nhìn lại một lần tổng quan từ phía bên dưới này thì nó khá là ok, rất là đẹp luôn. Giá này thì yên tâm là sẽ phân làn rồi, ta tuân thủ giao thông, phân làn ở đây thì rất rõ ràng. Ta sẽ lại gần để xem cái cột đèn này các bạn nhé, gần để xem cái cột đèn ở đây. Cột đèn này thì được làm rất là cầu kỳ luôn, cái cao cái thấp không một cái nào giống cái nào đâu các bạn, cái cao cái thấp luôn. Đây mình quay này là rất là chi tiết cho các bạn xem luôn đấy. À, rất là chi tiết luôn, xe cộ tấp nập luôn, người đi lên người đi xuống, tức là về phía cầu này thì cực kỳ là rộng được. Chúng ta cùng nhìn cái hướng bên này nhé, máy nó hơi rung đưa một chút thì chúng ta cùng đi xem. Đi xuống đây thì nó cũng khá là rộng, thì đợt trước là cầu chỉ đi có một nửa thôi mà bây giờ đã được đi sang cả hai phần đường của cái cầu thì nó sẽ rất là rộng luôn. Chỗ này cái ngày xưa khi mới làm một đường cầu bên kia thì cái phía bên này được lúc mới thông cầu thì trên này rất nhiều hàng trà đá các bạn nhé, về sau thì đã bị chính quyền cấm không cho lên đây bán trà đá vì gây nguy hiểm đến giao thông. Đấy. Chỗ này là cái đoạn thắt cổ chai mà khi mọi khi chúng ta đi đây. Đấy, thắt cổ chai mọi khi chúng ta đi ở dưới cầu đi lên đây thì cái đoạn này, chỗ này là bị tắc đường, thì hay tắc đường cái đoạn này luôn. Nhưng mà chỉ 2-3 hôm nữa thôi thì cái đoạn đường này sẽ không còn cái hiện tượng tắc nữa. 2-3 hôm nữa thôi thì chỗ này sẽ đi lại rất là sướng, rất là ngon luôn. Đấy. Thì các bạn nhớ không, chỗ này là ngày trước nha, rất là nhiều cà phê trà đá ở đây, chính cái điểm này. Ai đã từng uống ở đây rồi thì cho mình một comment bên dưới nhé, đã từng uống cà phê trà đá trên cầu Vĩnh Tuy thì cho mình một bình luận để mình sẽ cập nhật cái video mới nhất này các bạn trên cái cầu Vĩnh Tuy này. Đấy. Hướng này là hướng đi xuống Minh Khai này các bạn này, Minh Khai đi ra vành đai 2 cực kỳ là rộng đẹp luôn. Ok, bye bye các bạn.